Tôi là có mặt nhá. Hello, xin chào anh chị và các bạn. Đây hiện tại là đang là thị xã Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Sầm Sơn mình là đến thành phố chơi chứ. Bây giờ gọi là thành phố Sầm Sơn. Năm kia mới toàn về Sầm Sơn thì đấy lắm à, khác hẳn. Năm nay về khác hẳn luôn, hai năm là thấy khác hẳn. Mấy ngày nay ở Sầm Sơn nắng lắm anh chị. Với cái nắng cái gió của miền Trung là nắng và gió Lào nên cảm giác cái nhiệt độ ở đây rất là nóng. Bây giờ mọc nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư đây là làng trại, không phải là làng trại mà là nơi mà thuyền đánh bắt cá, người ta cập bến,
còn làng chài nó cách xa đây. Anh chạy vào nhá. Rồi, từng đây thôi. Anh chạy vào nhá.